Manchester United vừa thắng và thắng theo cách của họ. Cuộc đụng độ giữa đội chủ sân Old Trafford và đối thủ Atalanta ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League đem đến thứ cảm xúc lâng lâng cho cổ động viên nửa đỏ thành Manchester. Một cú lội ngược dòng quen thuộc nhưng cảm xúc thì vẫn nguyên vẹn như thế. Chưa thể nói là Man United đang bay cao nhưng họ vẫn đang cố gắng lướt trên những con sóng ngầm. Bàn thắng đầu tiên của đội khách đến từ cái tên Mario Basilic sau đường cắt ngang hoàn hảo của Davide Zappacosta. Cầu thủ Ý đã vượt qua Lindelof trước khi có đường chuyền thuận lợi để Pasalic giúp Atalanta mở điểm trên sân vận động Old Trafford. Cũng chỉ sau đó 13 phút, một gáo nước lạnh khác được dội thẳng vào mặt thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer khi Merin Demiral có pha đánh đầu tung lưới thủ thành David De Gea từ một tình huống đá phạt góc. Hiệp một khép lại trong bầu không khí ảm đạm từ các cầu thủ viên nhà. Chắc hẳn đã có nhiều người mường tượng ra kịch bản về một thất bại nữa dành cho Manchester United trên sân vận động Old Trafford. Song đó mới chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng không tưởng ở hiệp 2. Marcus Rashford là cái tên khai màn cho điều đó bằng một tình huống thoát xuống, dứt điểm tinh tế, đánh bại thủ môn Juan Musso. 22 phút sau, Harry Maguire là cái tên tiếp theo điền tên mình lên bảng tỷ số sau tình huống kết thúc gọn gàng trong một lần hiếm hoi lên tham gia tấn công. Hai đều cho Manchester United và mọi thứ một lần nữa lại trở nên bùng nổ với một cái tên quen thuộc, đó là Cristiano Ronaldo. Xin sang người Bồ Đào Nha có tình huống bật cao đánh đầu hiểm hóc ở phút thứ 81, khiến những cổ động viên hiếm hoi của Atalanta trên khán đài Old Trafford phải im lặng. Ronaldo điên cuồng chạy đến góc sân ăn mừng trong sự vỡ òa của hơn 70.000 khán giả nhà. Và MU, như thường lệ, giành chiến thắng nhờ những khoảnh khắc tỏa sáng của các ngôi sao. Trong một thế trận ngược dòng, điều mà các cổ động viên nhìn thấy rõ nhất chính là tinh thần của các cầu thủ dưới sân. Man United đã nhập cuộc trong hiệp 2 như thể đây là trận đấu cuối cùng của họ. Những pha tranh chấp bóng quyết liệt cùng sự áp đảo về mặt thế trận đã giúp Quỷ Đỏ chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn trong hiệp 2. Nhưng tiếng hò hét không ngừng của Bruno Fernandes, của Ronaldo và cả đội trưởng Harry Maguire là điều thuốc tinh thần thúc đẩy các cầu thủ trên sân. Kể từ sau bàn gỡ của Marcus Rashford, thứ tinh thần ấy được đẩy lên cao đến mức đỉnh điểm và đó cũng là lúc đội bóng này trở nên đáng sợ nhất. Đã bao nhiêu lần bạn nhìn thấy MU thắng theo kiểu lội ngược dòng dưới thời huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer? Có lẽ con số là không thể đếm xuể, nhưng đó cũng là cách để nuôi dưỡng niềm tin của các cầu thủ Việt. Man United có thể chơi tệ, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc, đó mới là điều quan trọng. 90 phút trên sân vận động Old Trafford, Ronaldo một lần nữa cho thấy những giá trị của anh với Manchester United. Siêu sao người Bồ Đào Nha liên tục di chuyển, trở thành cầu nối cho các đồng đội trên hàng công. Nếu may mắn hơn trong trận đấu này, rất có thể Ronaldo đã có cho bản thân nhiều hơn một bàn thắng. Messi gọi và Ronaldo trả lời. Câu điệp khúc một lần nữa được nhắc lại vào ngày hôm qua khi Ronaldo tiếp tục tỏa sáng để mang về 3 điểm trọn vẹn cho Manchester United. Đó là thứ đẳng cấp của một cầu thủ hàng đầu, người có thể vô duyên trong cả trận đấu nhưng vẫn tỏa sáng ở những thời khắc mà đội bóng cần đến anh nhất. Nhưng Ronaldo không phải là nhân vật chính trong trận đấu này. Người hay nhất bên phía Man United trong trận đấu với Atalanta phải là Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là người kiến trúc sư cho màn lội ngược dòng ngoạn mục của Manchester United. Một đường kiến tạo cho Marcus Rashford lập công và một pha tạt bóng loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Atalanta để Harry Maguire dứt điểm gọn gàng chính là những dấu ấn đậm nét nhất của cựu tiền vệ Sporting Lisbon ở trận đấu này. Bruno cũng đã lập kỷ lục khi là cầu thủ duy nhất cho đến lúc này tại Champions League tạo ra 8 cơ hội ăn bàn cho các đồng đội trong một trận đấu. Đó là một con số khủng khiếp mà ngay cả những chân truyền hàng đầu như De Bruyne, Toni Kroos hay Joshua Kimmich cũng chưa thể làm được. Đã có những dấu hỏi đặt về phong độ của Bruno Fernandes trong mùa giải năm nay khi sự xuất hiện của Ronaldo dường như khiến vùng không gian chơi bóng của tiền vệ người Bồ Đào Nha thu hẹp đi đáng kể. Sau màn trình diễn trong những trận đấu vừa qua lại chứng minh điều ngược lại. Bruno Fernandes vẫn kiến tạo đều đặn trong cả 3 trận tại Champions League mùa này. Cặp đôi Bruno và Ronaldo nói không quá chính là một phần nguyên nhân cho vị trí đầu bảng F ở thời điểm hiện tại. Nói về Bruno và Ronaldo, nhưng cũng không thể quên cái tên Marcus Rashford. Cầu thủ người Anh sau chấn thương có đang trở lại vô cùng mạnh mẽ. Anh đã ghi bàn trong 2 trận đấu trở lại gần nhất. Phong độ đó của Rashford khiến nhiều cổ động viên an tâm phần nào cho vị trí hành lang cánh trái của Manchester United. Dù vẫn có những tình huống xử lý không thực sự dứt khoát, sau những bước di chuyển của tiền đạo người Anh ra phía sau lưng hậu vệ thực sự là mối nguy hiểm với mọi đội bóng. Những đường chuyền dài từ chân của hậu vệ Victor Lindelof hay Bruno Fernandes chính là chìa khóa để unlock khả năng di chuyển của Rashford. Không dưới 3 lần trong trận đấu này, tiền đạo của Lord Carrington cho thấy sự nguy hiểm trong những tình huống phá bóng bị vị và thoát xuống đối mặt với thủ môn Juan Musso.
Điều này thậm chí đã được thể hiện từ trước đó cho trận đấu với Leicester City hồi cuối tuần trước, khi Rashford cũng đã từng lập công bằng một tình huống thoát xuống tương tự. Bàn thắng của anh trước Atalanta là pha lập công thứ 12 của Rashford tại đấu trường cao nhất cấp độ câu lạc bộ, đồng thời vượt qua huyền thoại Manchester United Roy Hodgson với chỉ 11 bàn thắng. Một điều đáng khích lệ khác là Luxor đã tìm lại được cảm giác kiến tạo thường thấy của mình trong mùa giải trước. Quả tạt hoàn hảo ở phút 81 để Ronaldo có tình huống bật cao đánh đầu chính là điều mà các cổ động viên MU muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa từ Luxor trong mùa giải này. Đó là viễn cảnh mà nhiều người đã nghĩ đến khi MU chiêu mộ Cristiano Ronaldo, một chuyên gia trong lĩnh vực không chiến. Tuy nhiên, Luxor kể từ sau vòng chung kết Euro 2020 với đội tuyển Anh đã sa sút phong độ như chưa thấy. Sự vắng mặt của người đã gặp ăn ý Marcus Rashford cũng có thể là lý do cho điều đó, khi hậu vệ người Anh không còn được thoải mái như trước để tung ra các quả tạt nguy hiểm nữa. Các đối thủ của Manchester United giờ đây đều đã để ý đến khả năng kiến tạo của Luxor, khiến anh gặp không ít những khó khăn trong mùa giải này. Rạng sáng ngày hôm nay mới là lần đầu tiên tuyển thủ người Anh có được pha kiến tạo tại đấu trường UEFA Champions League. Cũng phải nói thêm là MU ngày hôm qua đã có một trận đấu ổn, nhưng xét riêng ở khía cạnh tấn công. Quỷ đỏ hoàn toàn làm chủ thế trận trước những vị khách đến từ nước Ý. Những bài miếng phối hợp bật nhà, tấn công của đội bóng chủ sở Old Trafford là tương đối có thủ đích. Song sự thiếu may mắn hoặc vô duyên cho các tình huống dứt điểm cuối cùng cũng khiến cho những cơ hội cứ liên tục trôi qua trước mũi giày của các học trò Olivier Ole Gunnar Solskjaer. Khả năng dứt điểm chắc chắn là thứ cần được cải thiện ngay lập tức trong thời gian tới, khi mà MU chuẩn bị bước vào trận đấu khó khăn với các đối thủ như Liverpool hay Man City, nơi mà mọi cơ hội bỏ lỡ đều phải trả cái giá rất đắt. Nhưng vấn đề đáng lo hơn nữa chắc chắn phải đến từ hàng phòng ngự của đội bóng này. Kể từ thời điểm mất đi Raphael Varane vì chấn thương, MU đã quay trở lại với cơn đau đầu ở hàng thủ ở mùa giải trước. Sự mất tập trung và thiếu ăn ý của các tình huống cố định chắc chắn là miếng mồi ngon cho Liverpool vào cuối tuần này. Lữ đoàn đỏ theo thống kê là một trong những đội bóng có tỷ lệ ăn bàn ở những tình huống cố định tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại. Và nếu tiếp tục phòng ngự hớ hênh như trận đấu gặp Leicester hay Atalanta vừa rồi, một trận thua đau là điều được dự báo trước. Ngày hôm đó, người đối mặt với Lindelof cũng không phải là một Duvan Zapata vụng về vô duyên, mà là một Mohamed Salah đang trong giai đoạn đỉnh cao phong độ. Cầu thủ người Ai Cập đã ghi bàn trong cả 9 trận đấu gần nhất, và sự lóng ngóng, thiếu chắc chắn của Lindelof rất có thể sẽ giúp cho Salah nâng cao thành tích này. Sau cùng thì một cuộc lội ngược dòng luôn đem đến sự tự tin rất lớn cho các cầu thủ. Và đó cũng là hình ảnh mà chúng ta vẫn thường quen về một Manchester United dưới thời của Ole Gunnar Solskjaer. Vậy liệu rằng sau lần này, MU phải chăng đang trở lại và thể hiện phong độ đáng sợ như trong những mùa giải trước? Câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng ở cuộc gặp gỡ với Liverpool trong trận Super Sunday vào cuối tuần này.